WF-1000XM3 chính thức lên kệ, giá ngang ngửa AirPods 2, ngày mùng 4 tháng 8, Sony tổ chức buổi trải nghiệm thực tế và đánh giá chiếc tai nghe không dây chống ồn WF-1000XM3 mới nhất của hãng. Đây cũng là lần đầu tiên người tiêu dùng Việt trải nghiệm dòng sản phẩm này. Theo thông tin từ Sony, tai nghe WF-1000XM3 trang bị các tính năng như loại bỏ tiếng ồn tối ưu nhất bằng con chip chuyên dụng HD Noise Cancelling Processor QN1e, đưa âm thanh gần hơn với chất lượng Hi-Res. Ngoài việc kế thừa chất âm riêng của Sony, WF-1000XM3 còn tích hợp bộ giải mã DAC giúp đem lại âm thanh trong trẻo tự nhiên, ít biến dạng. Khả năng kết nối của WF-1000XM3 cũng được tối ưu hóa, mang lại kết nối đồng thời hai bên tai và ổn định. Các tính năng được hỗ trợ bởi Google Assistant giúp tăng hiệu suất hỗ trợ công việc. Một tính năng khá hữu ích trên WF-1000XM3 là QUICKATTENTION, dùng để nghe âm thanh xung quanh mà không cần tháo tai nghe. Điều này loại bỏ đi những nhược điểm vốn có của tai nghe chống ồn. Theo chia sẻ từ Sony, WF-1000XM3 sẽ có thời lượng sử dụng pin kéo dài 6 giờ và lên tới 24 giờ nếu được bổ sung bằng hộp sạc. Hộp sạc của WF-1000XM3 không có hỗ trợ sạc không dây nhưng lại có sạc nhanh. Phía Sony Việt Nam cho biết, tai nghe không dây chống ồn Sony WF-1000XM3 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 13 tháng 8 trên toàn quốc với giá 5.490.000 đồng cho hai phiên bản đen và bạc. Với mức giá này, Sony VKF1000XM3 sẽ nằm trong nhóm những tai nghe không dây chính hãng đắt nhất thị trường, ngang ngửa với dòng AirPods 2 từ Apple.